Thầy chào tất cả các em, cũng khá lâu rồi thầy trò chúng ta chưa được gặp mặt nhau. Về lý do thì chắc tất cả các em cũng đã biết, thì hiện tại cả nước chúng ta đang cách ly xã hội vì lý do là dịch bệnh. Thì để đảm bảo chương trình cho việc học thì hôm nay thầy làm chương trình tiết dạy này để chúng ta ở nhà có thể học được chương trình của chúng ta. Và tất nhiên học trực bên online thì nó hơi khó khăn đối với các bạn. Thì thôi, thầy trò chúng ta cùng cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé. Và bây giờ tất cả chúng ta cùng tập trung chú ý vào bài học để đạt kết quả tốt nhất nhé các bạn. Tất cả chúng ta chú ý vào màn hình và chúng ta thấy thầy cho các bạn một số hình ảnh. Và các bạn thấy trên hình ảnh đó có những hình ảnh gì nào? Đúng rồi, ở bên trái của các bạn là các người dân tộc chúng ta đang múa cồng chiêng. Còn bên phải thì có một hình chú voi, đúng không? Bên phải. Vậy thì các bạn nhớ, các bạn đã từng nghe bài nào về chú voi chưa? Và chú voi thì ở khu vực nào ở Việt Nam mình là nhiều nhỉ? Ở khu vực, đúng rồi, ở khu vực Tây Nguyên. Tây Nguyên thì rất nhiều voi. Nhưng mà Tây Nguyên thì thầy nhớ có một bài hát nói về chú voi, đó là nói về dân tộc Bản Đôn. Bản Đôn là một trong những dân tộc thời xưa rất nổi tiếng về voi. Thì sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu về bài hát đó nhé. Tiết học của chúng ta hôm nay là tiết học 26, học bài hát Chú Voi Con ở Bản Đôn, nhạc và lời Phạm Tuyên. Và sau đây chúng ta sẽ được nghe bài hát và cho thầy cảm nhận về bài hát nhé. Chú Voi Con ở Bản Đôn, nhạc và lời của Phạm Tuyên. Trong bài hát này rồi chúng ta thấy bài hát như thế nào? Đúng rồi, bài hát vui, nó hơi nhanh, làm cho chúng ta rất thấy bài hát rất nhộn nhịp, đúng không? Bài hát kể về các chú voi ở Bản Đôn. Công việc của chú voi làm gì các bạn biết không? Voi con là gì? Voi con thì ham ăn ham chơi. Còn từng lớn lên thì người ta sẽ cho dùng voi để làm gì biết không các bạn? Đúng rồi, kéo gỗ cho buôn làng. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào học bài hát. Trước khi tập bài hát thì thầy cho các bạn đọc lời ca và đọc lời ca theo phách. Sau đây thầy sẽ làm màu một câu và thầy sẽ bắt nhịp cho cả lớp chúng ta cùng đọc. Các bạn chú ý lắng nghe. Chú voi con ở Bản Đôn chưa có ngà nên còn trẻ con. Đó. Các bạn sẽ đọc giống thầy và đọc nghe tiếng phách của thầy để chúng ta đọc theo phách nha. Chú voi con ở Bản Đôn 21. Chú voi con ở Bản Đôn chưa có ngà nên còn trẻ con. Từ rừng già chú đến với người, vẫn ham ăn với lại ham chơi. Voi con ơi, voi con ơi, mau lớn nhanh có đôi ngà to, có sức đi khắp miền rừng xa, kéo gỗ cho buôn làng của ta. Chú
voi con thật là khôn, quen thiếu nhi khắp cùng bản đôn. Đầu gật gù đưa vẫy cái vòi, kéo đung đưa theo nhịp chiêng vui. Voi con ơi, mau lớn nhanh có thân mình to. Khắp chốn Tây Nguyên cần nhiều voi, góp sức xây buôn làng đẹp tươi. Voi ơi, voi ơi. Vừa rồi thầy cho các bạn đọc lời ca theo phách. Và sau đây chúng ta sẽ đi tập từng câu. Câu thứ nhất, thầy sẽ tập từ chú voi con cho đến trẻ con. Các bạn chú ý lắng nghe. Sau đây thầy đàn qua một lần. Chú voi con ở bản đôn, chưa có ngà nên còn trẻ con. Cả lớp chúng ta cùng hát. Chú voi, 2, 1. Rồi chúng ta có đến tập câu thứ hai, từ rừng già cho đến ham chơi. Các bạn lắng nghe. Từ rừng già chú đến với người, vẫn ham ăn với lại ham chơi. Các lớp cùng hát nào. 2, 1. Rồi sau đây thầy sẽ ghép hai câu, từ chú voi con cho đến ham chơi. Các bạn chú ý lắng nghe. Rồi chúng ta cùng hát nào. Chú voi con ở bản đôn, cả lớp chúng ta cùng hát. 2, 1. Rất tốt. Sau đây chúng ta sẽ đi cấp tập câu thứ ba, là từ voi con ơi cho đến đôi ngà to. Các bạn chú ý lắng nghe. Voi con ơi, voi con ơi, mau lớn nhanh có đôi ngà to. Rồi cả lớp chúng ta cùng hát. Voi con ơi, 2, 1. Rồi chúng ta đi câu thứ tư, là có sức đi cho đến làng của ta. Các bạn lắng nghe. Có sức đi khắp miền rừng xa, kéo gỗ cho buôn làng của ta. Có sức đi, cả lớp chúng ta cùng hát. 2, 1. Chúng ta sẽ ghép câu 3 và câu 4, từ voi con ơi cho đến làng của ta. Các bạn lắng nghe thầy đàn qua câu 3, câu 4. Ta sẽ ghép câu 3, câu 4. Voi con ơi, voi con ơi. Cả lớp chúng ta cùng hát nào. 2, 1. Vừa rồi chúng ta tập từ đầu cho đến làng của ta. Sau đây chúng ta sẽ ôn lại. Chúng ta sẽ ghép lời 1. Các bạn chú ý lắng nghe thầy đàn từ đầu cho đến hết bài của lời 1. Lời 1 chúng ta là có cái đoạn giữa câu 1 sang cái đoạn câu 2 sang câu 3 là ham chơi cho đến voi con á, là chúng ta sẽ ngân ba phách. Ví dụ này. Vân ham ăn với lại ham chơi, 2, 3. Voi con ơi. Đó, chỗ đó chúng ta sẽ ngân ba phách. Đó, thầy đến ba phách. 2, 3. Voi con ơi. Đó. Và sau đây chúng ta sẽ ghép lời 1. Chú voi,
hai, một. Và chúng ta sẽ hát ghép lại một lần nữa, các bạn chú ý. Chú voi con ở bản đôn, cả lớp cùng hát. 2, 1. Rồi, và sau đây chúng ta sẽ ghép lời hai. Chúng ta sẽ quay lại này. Chú voi con thật là khôn, quen thiếu nhi khắp vùng bản đôn. Các bạn thấy chưa? Rồi, chúng ta sẽ chú ý nha. Các bạn học chỉ cần hát tới xây buôn làng đẹp tươi là dừng đó ha. Các bạn lắng nhầm lời hai cho thầy này. Thầy đàn và các bạn nhầm lời hai nha. Hát lời hai cho thầy. Chú voi con thật là khôn, cả lớp cùng hát. 2, 1. Và đoạn cuối của chúng ta là voi ơi gom sức xây buôn làng đẹp tươi. Voi ơi chúng ta hát câu này là từ góp sức xây buôn làng đẹp tươi nha. 2, 1. Góp sức xây buôn làng đẹp tươi. Voi ơi và chúng ta hát lại một lần nữa nè. Góp sức xây buôn làng đẹp tươi. 2, 1. Đúng rồi. Và sau đây chúng ta sẽ đi ghép cả bài nha các bạn. Các bạn lắng. Nhạc và hát theo. Vừa rồi cả lớp chúng ta được học xong bài Chú voi con ở bản đôn, và sau đây thầy sẽ cho các bạn hát bài này vỗ tay theo nhịp. Các bạn dùng tay để vỗ nha các bạn. Các bạn sẽ nghe thầy đánh thánh phách và làm mẫu một lần.
trong hai câu, sau đó thầy sẽ bắt nhịp, nghe mở nhạc lên bắt nhịp cho các bạn cùng hát cả bài. Các bạn chú ý lắng nghe. Chú voi con ở bản đôn, chưa có ngà nên còn trẻ con. Từ rừng già chú đến với người, vẫn ham ăn với lại ham chơi. Các bạn hiểu cái cách đánh chưa? Rồi sau đây chúng ta sẽ nghe nhạc và chúng ta sẽ thực hiện theo, vừa hát vừa vỗ đềm theo nhịp nha các bạn. Sau đây thầy nhắc nhở các em là thứ nhất là về nhà học thuộc lời ca, giai điệu bài hát chú voi con ở bản đôn. Chuẩn bị là các bạn tập trước các động tác phù hòa bài hát chú voi con ở bản đôn. Các bạn có thể ở nhà hát nhún nhảy hoặc là một số động tác đơn giản để chúng ta hát và biểu diễn bài hát chú voi con ở bản đôn, và đọc trước tên nốt lời ca bài tập động nhạc số 7 để chuẩn bị cho bài học tiếp theo. Và tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy chúc các em có những ngày ở nhà với gia đình, thứ nhất là vui vẻ, sức khỏe thật tốt, và cái thứ hai nữa là đừng quên nhiệm vụ chúng ta là chơi mà học, học mà chơi nha các bạn. Rồi thầy chào tất cả các em.